有太多背面，暗里有太多好处，懂得挑选方会一侧完全。那个正住又扬转，那个要看高一线，谁赢最势力，谁落后全部看穿，谁又会知随时舆论流转，好戏即将上演，那捏计算，只要幸运站在这边，慢慢地忘掉名字，慢慢上考验，慢慢被名利迷住，谁人能发现，慢慢地忘掉生命许多意义，当世俗已经沉沦如此，埋没了良知，能迎来永远，取舍太易，多费事。Bản mà cô xem trước đây rõ ràng đã bị người ta giở trò, cắt bớt nhiều hình ảnh để cô không nhìn thấy được ngày quay phim là ngày 31 tháng 10. Hôm đó đúng lúc có cháy rừng, cho nên đoạn phim đó chắc chắn không được quay vào ngày ba cô mất. Sau khi ba tôi quay xong đoạn phim này thì ba cô làm gì? Ông ấy có nghĩ sẽ không tự sát nữa không? Có suy nghĩ thay đổi ý định không? Sao ba lại mua vé máy bay đi Mỹ chứ? Alo? Chẳng phải em nói lúc nào cũng không may mắn sao? Nè, để anh cho em chút vận may, thử đi. Sao kỳ vậy? Em nói không xoay được win mà. Bây giờ cái này hai mặt đều là win, em nhất định làm được. Cái này gạt em hay tự gạt mình đi? Đôi khi lời nói dối có thiện ý, nói vài lần cũng không sao, không cần quá nghiêm túc đâu. Anh biết là những chuyện anh làm trước đây khiến em cảm thấy không được an toàn, nhưng thật lòng sửa đổi vì em mà. Anh thật lòng yêu em đến vậy sao? Bây giờ em đã là người quan trọng nhất trong đời của anh. Trước giờ anh chưa từng dối gạt em phải không? Anh không cần phải gạt em. Bây giờ trong lòng của anh rất đơn giản. Anh chỉ nghĩ làm sao để yêu em, làm sao để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về tương lai của em với anh. Anh hứa với em, tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hãy tin anh đi.
Trác, dự án trái phiếu gạch vàng ngàn tỷ đô đã tiến hành tới đâu rồi vậy? Tôi không làm dự án đó nữa. Tại sao chứ? Vấn đề cá nhân anh đừng hỏi. Nói không làm là không làm, không giống tác phong của anh đâu. Đừng có nói vòng vo nữa. Muốn bao nhiêu cho giá đi. Không phải vấn đề tiền bạc, nhưng mà tiền có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề đó. Nói đi, cho tôi một cái giá. Làm ăn ai mà không tham chứ, có phải gì không? Dự án đó tôi phát hiện đối tác của anh để cho các công ty năng lực yếu kém tham gia, rồi muốn tôi đưa ra lời đánh giá cao nhất cho họ. Như vậy là lừa gạt, tôi không làm. Mắc cười quá đi. Đây là vỏ bọc đó, anh với tôi đều biết mà. Chỉ cần trái phiếu không bị bể thì sẽ không có vấn đề. Bộ không muốn đút túi mấy tỷ đó sao? Anh cho tôi kiếm nhiều tiền như vậy chẳng qua là muốn tôi ủng hộ anh dùng hình thức góp vốn lên sàn giao dịch ở thị trường Hồng Kông. Tôi thì không muốn dùng địa vị để phục vụ cho lợi ích cá nhân mà phá vỡ quy tắc. Tôi muốn phải có sự công bằng. Công bằng? Quy tắc không thể vì một người mà phải phá đi. Trước đây anh có chuyện, lại ra tay giúp anh vậy? Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi. Xin lỗi hả? Tôi không biết anh có bị bắt vậy hay không nữa. Quan hệ của tôi với anh trước giờ rất tốt mà. Tại sao trong thời điểm quan trọng nhất của tôi, anh lại nói chuyện nguyên tắc như vậy chứ? Công bằng lương tâm cái gì đó, anh có bị điên hay không vậy? Trác Út, anh thay đổi rồi. La Tuấn Cơ đã nhận lời hợp tác rồi đó. Chúc mừng anh. Nè, là em sắp xếp giùm cho anh, anh sẽ ghi nhớ. Thực ra hợp tác với Sài Phú Hưng Nghiệp tốt hơn. Hậu tuần của Sài Phú Hưng Nghiệp tốt hơn Doanh Thiên rất nhiều. Sở dĩ La Tuấn Cơ chọn Trác Út là vì họ là bạn làm ăn lâu năm. Trác Út sắp hết thời rồi. Người chiến thắng của giới tài chính năm sau nhất định sẽ là anh. Thực ra em cũng rất tò mò muốn hỏi anh, tại sao nhất định phải chọn dự án trái phiếu gạch vàng ngàn tỷ đô để làm gì? Em thực sự cho rằng anh chỉ đơn giản vì khoản hoa hồng thôi sao? Anh tìm hiểu kỹ rồi. Doanh nghiệp phát triển thông qua trái phiếu gạch vàng ngàn tỷ đô phần lớn đều rất tiềm năng, cho nên nhiều nhà đầu tư rất có lòng tin với họ. Sau khi anh gia nhập, anh muốn họ phải gia tăng thêm phần nhiều doanh nghiệp phát triển trái phiếu. Đương nhiên trong đó anh phải dùng chút thủ đoạn. Đến lúc đó tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ trực tiếp vào túi của anh. Anh lấy của doanh nghiệp yếu kém trộn với doanh nghiệp tiềm năng để bán à? Người ta bán trái cây cũng biết để trái đẹp làm mặt, trái xấu bỏ dưới để bán mà. Trái cây với trái phiếu hoàn toàn khác nhau anh à. Anh có biết quá trình này phải thông qua phê duyệt của nhiều người. Nếu thật sự có vấn đề chắc chắn có người biết. Đương nhiên là có người biết, nhưng mọi người đều mắt nhắm mắt mở để thông qua. Ai giúp anh thì đều được chia phần, không ai muốn đạp đổ chén cơm của mình đâu. Em hiểu rồi. Nếu như sau này có bể thì sản phẩm đầu tư cũng đã bán ra rồi. Người tổn thất chỉ là nhà đầu tư ở bên ngoài, chứ không phải là họ. Còn có chuyện anh cần nhờ em giúp. Chỉ cho anh làm sao lọt qua khe hở pháp luật, làm sao có thể tránh bị điều tra. Phải sơn phết lại từ đầu, trái phiếu mới có thể mua bán được. Hay là bán cho Phương Minh Du đi, bán cho khách hàng lớn mới tạo được tiếng vang chứ. Người đàn bà như anh Sinh rất là thông minh. Bộ em ngốc lắm sao? Nếu như em ngốc thì đã không được ở đây rồi. Ba cơ cấu xếp hạng lớn của công ty, mọi người đều nhất trí cho rằng trái phiếu gạch vàng ngàn tỷ đô là trái phiếu loại A đáng đầu tư. Tôi nghĩ nếu đưa ra thị trường, cho dù là đầu tư lướt sóng hay là mua để đầu cơ, chắc chắn đều rất yên tâm. Đúng vậy, tôi cũng đã nghiên cứu. Công ty Lam Tử này phát triển nhanh nhất trong số công ty của nhóm bốn nước gạch vàng. Tuy quy mô của nó không lớn lắm, nhưng lại rất có tiềm năng. Lần quy động vốn này, họ không muốn cán mỏng cổ phần, cho nên mới phát hành trái phiếu. Đúng là rất hấp dẫn. Nhưng những số liệu này... Cô không tin báo cáo của công ty nước ngoài, cũng phải tin thương hiệu Sài Phú Hưng Nghiệp chứ. Ngân hàng chúng tôi chú trọng nhất là danh dự. Lần này làm ngân hàng bảo đảm, nhất định phải điều tra thật kỹ càng mới đưa ra thị trường. Cũng đúng.
Lần này cô ủng hộ tôi, lần sau có dự án tôi nhất định mời cô tham gia. Vậy có được không? Cũng được. Anh Sơn, hay là dành chút thời gian để suy nghĩ kỹ đi. Tiger, không lẽ anh không tin tầm nhìn của anh Sơn sao? Anh Sơn, anh Sơn, không sao chứ? Tôi chóng mặt quá. Tôi đưa chị tới bệnh viện. Tiger nói với anh, em bị cao huyết áp thai kỳ. Có biết là bệnh này sẽ nguy hiểm cho em với con không? Anh không cần phải lo quá. Bác sĩ nói tôi rất khỏe, còn có thể tiếp tục mang thai. Bác sĩ nói vậy thật sao? Tóm lại tôi biết cân nhắc. Mang thai là như vậy mà. Dù không mắc bệnh này thì làm mẹ cũng không phải dễ. Anh Sơn à, cho dù bây giờ chúng ta đã chia tay, anh vẫn xem em là một người bạn tốt. Nghe anh nói đi, nếu như thật sự rất nguy hiểm thì đừng mạo hiểm nữa. Người sinh con là tôi tự biết cân nhắc mà. Nếu như em thật sự muốn có con, sau này sức khỏe tốt hơn mới sanh đi được không? Sau này thì sinh với ai hả? Em đừng có cố chấp nữa được không? Nghe anh nói tôi không mà. Còn là vợ của anh nữa, anh không cần phải dặn dò tôi. Xin lỗi, tại vì anh lo quá, anh không nên như vậy. Không phải tôi muốn cãi nhau với anh đâu, nhưng tôi thật sự rất sợ. Không phải tôi sợ bản thân mình có chuyện, mà sợ đứa con có chuyện. Không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao. Sao lúc nào cô cũng nói tôi hại chết ba cô mà? Anh đoán được là em sẽ tới thăm ba em. Gần đây tâm trạng của em không được tốt. Có phải giận anh vào đây cứ hay chọc ghẹo em không? Anh làm như vậy cũng chỉ muốn em cười, muốn em vui thôi. Đừng giận nữa mà. Trước mặt ba em anh trả lời đi. Anh có từng gạt em không? Từ ngày ở bãi biển, anh giao tính mạng của mình cho em. Anh đã quyết định dùng mạng sống của anh đổi lấy hạnh phúc cho em. Anh xin thề với anh Thành, chỉ cần em dám giao ngày tháng còn lại cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức để cho em được hạnh phúc. Anh vẫn chưa trả lời em. Anh có gặp em chuyện gì không? Bạn gái trước đây của anh nhiều tới không đếm hết. Chỉ có vậy thôi. Nói hết tất cả với em rồi. Tin anh đi. Em vẫn chưa yên tâm sao? Ông xã. Cho Sơn Trang Monaco. Đây là khu cao cấp nhất đó chị.
Chủ nhật này môi giới sẽ dẫn chị đi xem nhà. Mọi người đi chung nha. Chị tính mua một căn nhà cao tầng cảnh biển để mọi người sống thoải mái hơn. Dọn đến đó sao? Má à, chỗ đó có hồ bơi, có câu lạc bộ, tốt hơn chỗ này rất nhiều đó má. Thật ra sống ở đây cũng tốt rồi mà chị. Mấy nhà cao cấp này mấy chục ngàn một mét lận. Hơn nữa mỗi tháng phải trả phí quản lý với nhiều chi phí linh tinh khác nữa. Không có tiền thì sợ thôi. Có tiền thì sợ gì chứ. Em cũng thấy sống ở đây rất tốt phải không? Thật ra cũng phải. Em vừa mới tìm được một công việc làm thêm ở bên Cửu Long Thành đó. Nếu như dọn tới đó ở, em sợ tiền đi lại sẽ nhiều hơn đó. Má thì đã quen rồi. Ngày nào cũng cùng hàng xóm tới quán ăn của con Kiều uống trà tám chuyện. Những người sống ở đó tất cả đều là người trong giới thượng lưu. Má sợ nói chuyện với họ không có hợp. Phải đó. Con vất vả kiếm tiền như vậy cũng vì muốn mọi người sống sung sướng hơn. Tụi em hiểu mà. Hiểu thì đừng nói nhiều nữa. Chị đừng nghĩ rằng chị kiếm được một ít tiền về thì mọi người đều phải nghe lời chị, có được không? Em nói gì hả? Tụi em không dọn đi. Không dọn. Chị vất vả kiếm tiền như vậy chỉ vì muốn mọi người sống vui vẻ một chút. Bây giờ mọi người không dọn vậy chị vất vả để làm gì chứ? Chị Hai à, tụi em không có ý này. Chỉ có điều đối với tụi em cuộc sống như hiện nay đã rất thỏa mãn rồi. Ừ. Em nhìn em đi. Không phải chị nói sẽ cho em tiền để mở quán ăn sao? Em còn tốn thời gian làm mấy chuyện nhảm nhí chi vậy? Chị Hai à, chồng của em á sẽ mở quán ăn. Nhưng mà tụi em tranh thủ lúc rảnh rỗi làm chút chuyện có ý nghĩa thôi mà. Dư hơi. Bây giờ trong lòng chị ngoài việc kiếm tiền ra có phải cái gì cũng dư hơi không? Chị không muốn nói với em mấy chuyện vô nghĩa đó nữa. Tụi em biết chị từng bị tổn thương. Nhưng chị đừng có như vậy nữa có được không? Tụi em không phải muốn chị kiếm nhiều tiền về đâu chị Hai. Tụi em chỉ muốn cả nhà vui vẻ bên nhau. Muốn nhìn thấy chị hạnh phúc mà thôi. Chị không cần em dạy bảo chị. Phi à, hay là em... Chị nói vậy là sao hả? Bây giờ em phải nói rõ ràng với chị. Sao chị lại chia tay với anh Dũng chứ? Chị có biết anh yêu chị như thế nào không? Và tại sao chị lại ở bên cạnh Sài Nhật Thăng? Bây giờ tụi em đang điều tra anh ta. Nghi ngờ anh ta có liên quan tới mấy vụ án đó. Ôi trời, lâu rồi chị con mới về nhà. Con đừng có chọc giận chị con, mau xin lỗi đi. Xin lỗi cái gì chứ? Phi à, đừng có nói gì nữa mà. Ông xã, phụ em dọn cơm đi. Nè, anh vô phụ dọn cơm hả? Quang đi, quang đi mà. Chuẩn bị dọn cơm, chuẩn bị dọn cơm. Quang đi. Anh à. Má chỉ muốn cả nhà vui vẻ với nhau ăn một bữa cơm thôi. Ai ngờ lại thành ra như vậy. Ôi. Làm gì đó? Không được chạy. Mày làm gì rồi? Ông chủ, tôi không muốn làm phiền chị Dung, cho nên trực tiếp gọi cho anh. Anh muốn xử lý chuyện này là sao? Cậu cũng không tra được là gửi đi đâu sao? Tôi kiểm tra rồi. Anh ta không lưu vô ổ cứng mà gửi đi một máy chủ nào đó. Còn máy tính đó bị anh ta phá hỏng, không mở được. Cho nên cách nhanh chóng nhất là hỏi anh ta. Nói đi, cậu gửi đi đâu? Lo lắng sao? Đó đều là chứng cứ phạm tội của công ty anh. Vì cậu là bạn của Thư Nhã nên tôi mới không báo cảnh sát bắt cậu thôi. Anh báo cảnh sát đi. Tôi không sợ anh đâu. Cùng lắm là tôi sẽ bị người ta kiện lạm cấp thôi. Ra giá đi. Bao nhiêu tiền? Anh xem tôi là cái gì hả? Không phải là anh có tiền là giỏi đâu. Bây giờ tôi nói cho anh biết, đồng tiền không phải là vạn năng. Có phải cả tính mạng cũng không cần luôn không? Bây giờ qua anh kêu đàn em đánh chết tôi. Còn nếu không tôi thoát ra được, tôi nhất định đem chuyện xấu của anh nói cảnh sát biết. Anh cứ đợi ngồi tù đi. Đánh đi. Còn tưởng là anh giận không tới nữa. Sao ạ? Tôi muốn tới xem vợ chưa cưới của anh, không được sao?
Nè, nghe nói bạn của tôi vì cô mà thay đổi có phải không? Nè, đừng có chọc cổ nữa mà. Sao hả? Chuyện công ty của tôi muốn dùng hình thức góp vốn lên sàn giao dịch của Hồng Kông bên chỗ của anh đã bàn bạc thế nào rồi? Tuy có thể giúp Hồng Kông gia tăng số tiền giao dịch lên 1.000 tỷ, nhưng làm trái nguyên tắc công bằng, cho nên hình thức này tạm thời không hợp ở Hồng Kông. Ok, tốt thôi. Xin lỗi, tôi rất không hài lòng. Nhìn đánh giá của tôi về thị trường Hồng Kông là khó chơi, nhưng công bằng. Sao hả? Anh có giận tôi trong lúc bực bội đã giao trái phiếu gạch vàng 1.000 tỷ đô cho Xài Phú Hương Nghiệp mà không giao cho anh không? Lần này không hợp tác được thì lần sau. Nhưng mà chuyện anh em làm thì nhất định phải ủng hộ. Chẳng phải anh luôn nói sợ sẽ bị bể, luôn tát nước lạnh vô mặt của tôi sao? Anh em mà có bể cũng phải ủng hộ Ben. Biết điều đó. Sao hả? Có hài lòng không? Chà, với địa vị hiện giờ của anh thì mua có 10 triệu như vậy ít quá đó. Nhưng mà có còn hơn không? Câu cá thôi. Được. Ben à, tôi muốn kiểm tra email. Anh Linh lấy chút đồ cho tôi nha. Ok. Cảm ơn. Tôi muốn anh dựa vào tài liệu này làm giao dịch tích lũy tùy chọn. Không có được đâu, con số này rất lớn đó. Với chức vụ của tôi ở Sài Phố Hương Nghiệp, không thể nào tham gia vào loại đầu tư rủi ro cao như vậy. Lợi dụng kẽ hở của hệ thống đi, vậy thì không bị phát hiện nhanh vậy đâu. Anh Xài à, anh biết mà, nếu như tôi bị phát hiện sẽ bị ngồi tù đó. Anh chỉ cần dựa theo kế hoạch của tôi mà làm đi, tôi nhất định không ngược đãi anh. Tôi bảo đảm, nhiều nhất chỉ là ngồi tù mấy năm. Mà anh thì trẻ như vậy, ra tù rồi xem như là nghỉ hưu trước tuổi thôi. Liên quan tới cái chết của Cao Chính Hiên, có phát hiện mới rồi. Thế nào? Anh ta không phải đốt than tự sát mà có nguyên nhân khác. Cảnh sát bên đó vừa mới thông báo cho chúng tôi, từ camera giám sát của tòa nhà mà Cao Chính Hiên tự sát, nhìn thấy Cao Chính Hiên đi vào căn nhà đó được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì có một người đàn ông khả nghi rời khỏi. Đồng nghiệp bên đó dựa vào manh mối đã tìm được người đàn ông khả nghi đó. Sau khi bị cảnh sát xét hỏi, anh ta thừa nhận là đã nhận tiền của Xài Nhật Thăng để khử Cao Chính Hiên, mục đích là muốn lấy lại đoạn ghi âm này. Sau khi lấy được, anh ta làm cho Cao Chính Hiên bị ngất, sau đó tạo hiện trường giả giống như đốt than tự sát để che đậy. Rõ ràng Cao Chính Hiên muốn dùng đoạn ghi âm này uy hiếp Xài Nhật Thăng để lấy được nhiều tiền hơn, cho nên mới tự chuốc họa vào thân. Đoạn ghi âm đó chắc đã bị Xài Nhật Thăng hủy rồi. Nhưng Xài Nhật Thăng không nghe thơ như vậy, vì trước khi đi gặp Cao Chính Hiên đã sao chép đoạn ghi âm vào USB. Nhờ bị tôi cầm ram, mọi người đã có tiến bộ lên rồi đó. Thôi được rồi, cô bên đó sẽ điều tra vụ án giết người. Chúng ta thì tăng cường điều tra quan hệ lưu chuyển tiền tệ của họ, chứng minh Xài Nhật Thăng chính là người chủ chốt đứng sau lừa gạt Xài Phú Hương Nghiệp. Vậy thì càng có thể chứng minh anh ta thuê hung thủ giết người. Anh Thăng, bây giờ anh không chỉ là tội phạm thương nghiệp, anh còn giết người nữa. Cảnh sát sẽ nhanh chóng ra lệnh bắt giữ anh. Anh mau đi khỏi Hồng Kông né tránh đi. Anh có thể mời luật sư giỏi nhất Hồng Kông giúp cho anh. Vô ích thôi, bây giờ cảnh sát có đủ nhân chứng vật chứng, anh không thoát được đâu. Anh à, trong tay anh có rất nhiều tiền mà, anh đâu thể ở lại Hồng Kông để ngồi tù chứ. Nếu em là anh, em sẽ đến một quốc gia không ký pháp lệnh dẫn độ với Hồng Kông, bắt đầu cuộc sống mới. Hãy đi Hy Lạp, em đi với anh đi. Em không thể đi với anh được, em đi rồi anh giúp anh xử lý chuyện ở Hồng Kông. Bây giờ em thấy anh có chuyện muốn viện cớ bỏ anh hả? Không phải đâu, em chỉ nghĩ là CCB có lý do để nghi ngờ tất cả tiền của anh đều là do phạm pháp mà có, sau đó đóng băng tài khoản của anh. Lúc đó anh muốn điều động tiền vốn cũng rất khó. Sao không để mở Hồng Kông giúp anh xử lý chứ? Em giúp anh xử lý, hay là em muốn nuốt hết số tiền của anh? Đương nhiên không phải vậy. Tin em đi, em không làm vậy đâu. Anh không tin người nào hết. Anh thật sự không tin ai hết. Anh Thăng, em yêu anh mà. Anh tự nghĩ coi, nếu như em muốn anh chết, sao em lại cho anh biết là cảnh sát muốn bắt anh chứ? Em thực sự rất thất vọng về anh. Em
con người em giao hết cho anh rồi, anh còn không tin em sao? Được, vậy anh nổ súng giết em đi. Anh thử em thôi. Anh đã điều tiền đi từ trước rồi, CCB không thể làm gì được anh đâu. Em không đi theo anh thì thôi, nhưng sau này em phải nghe anh chỉ thị. Nếu như anh không giết chết em, anh cũng sẽ cho người giết chết cả nhà em. Thực ra từ trước đến nay, tôi vẫn luôn sống với sự quy hiếp của Sài Nhật Thăng. Tôi đã từng đề nghị chia tay, nhưng anh ta dùng sự an toàn tính mạng của người nhà tôi để uy hiếp tôi, không cho tôi rời khỏi anh ta. Cô cũng từng làm cảnh sát, tại sao không sớm nói ra chuyện này mà đến bây giờ mới đến tố giác Sài Nhật Thăng? Vì tôi biết phía cảnh sát đang tìm anh ta, anh ta lại không ở Hồng Kông. Tôi biết anh ta không còn khả năng uy hiếp sự an toàn của người nhà tôi, tôi mới đến báo cảnh sát. Được, vậy liên quan đến cái chết của nhân viên giao dịch Cao Chính Hiên, còn vụ án lừa đảo Sài Phú Hương Nghiệp, cô biết được những gì? Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Cô không rõ? Nếu không phải cô vẽ đường cho họ thì Cao Chính Hiên làm sao biết cách thoát khỏi sự theo dõi của CCB? Còn Sài Nhật Thăng, Trác Úc, Phương Minh Du bắt tay với nhau như vậy, Phương Minh Du là cấp trên của cô không biết gì hết sao? Sếp Châu à, tôi không phải tội phạm, tôi chỉ đến cung cấp chứng cứ có ích để cho cảnh sát bắt người thôi. Vậy cô có gì có thể hỗ trợ cho cảnh sát không? Cái này tôi tìm được trong ngăn tủ ở nhà của Sài Nhật Thăng. Tôi nghĩ thiết bị điện tử này có liên quan đến cái chết của Hồ Quốc Thuyên. Hồ Quốc Thuyên chính là chú Hồ mà Sài Bái Quân thường hay nhắc tới. Ông ấy vốn đã nhận lời ra tay giúp Sài Phú Hương Nghiệp, không ngờ nửa đường máy tạo nhịp tim đột nhiên ngưng hoạt động dẫn đến tử vong. Anh thấy xem chuyện này có trùng hợp vậy không? Hồ Quốc Thuyên là bị loại thiết bị này giết chết sao? Các người mang đi phân tích đi, chắc sẽ tìm được đáp án. Còn nữa, lúc Sài Nhật Thăng rời khỏi có mang theo một khẩu súng, anh ta bị điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm, anh ta chuyện gì cũng dám làm, có thể cũng đã từng giết người. Lúc mọi người đi bắt anh ta nhất định phải cẩn thận. Ừ. Chuyện gì vậy? Gọi đi báo cho em biết, tổ trọng án nhận được tin nói Sài Nhật Thăng muốn bỏ trốn, không ngờ lúc ra bến cảng bắt anh ta đã để anh ta chạy thoát, bây giờ không rõ tung tích. Em nghĩ anh ta không đến tìm đâu. Là anh đề phòng thôi. Vì anh ta sẽ biết em giao chứng cứ cho cảnh sát tố cáo anh ta giết người, cho nên anh sợ anh ta không còn đường đi sẽ đến tìm em báo thù. Anh đã kêu Song Phi với Chân Heo đến nhà em bảo vệ cho em rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở trên taxi, đang trên đường về nhà. Một mình em nhớ cẩn thận nha. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, việc nên làm mà. Chị hai kìa. Muốn trốn hả? Cẩn thận đó. Alo, anh Dũng. Tên khốn đó đã bắt chị hai đi rồi, bây giờ tụi em đang đuổi theo. Biết rồi, bây giờ anh lập tức qua đó. Bên đó kìa. Nhanh lên. Nè, dừng lại đi. Chân Heo coi chừng. Chân Heo có sao không? Chân Heo. Anh Dũng, tụi em gặp tai nạn rồi. Song Di, em có sao không?
Không có phản ứng gì hết vậy Chân Heo? Yên tâm đi, không sao đâu, tại vì anh quá mệt thôi. Chân Heo, thật ra em rất thích anh. Anh không được có chuyện đâu đó. Anh có nghe không Chân Heo? Anh có nghe em nói hay không Chân Heo? Anh nghe rồi. Anh cũng rất thích em. Anh nghe em nói thật không? Anh không muốn làm bạn bè với em lâu lắm rồi. Hiếm khi có người lo lắng cho mình. Anh muốn tận hưởng thêm một chút thôi. Một lòng, một dạ. Tại sao chị lại đau lòng như vậy? Chị không nhớ là chính sang nhật thăng hại chị mất hết sao? Chị tốt với anh ta có lợi sao? Anh ta chỉ ở phía sau hại chị thôi. Sang nhật thăng từng giết người, anh ta không phải người tốt, anh ta đáng chết. Con đường này là tự anh ta chọn thì có thể trách được ai? Bây giờ có chết chẳng phải quá tốt sao? Để không thể hại ai nữa. Còn chị cũng có thể quay lại Sài Phú Hương Diệp, không phải rất hay sao? Tôi biết là Thắng đã làm rất nhiều chuyện sai trái, cũng có thể từng giết người, nhưng nó đáng bị pháp luật trừng trị, để nó có cơ hội hối cải chứ không phải chết như vậy. Xem cho cô thật sự rất hận nó. Anh Dũng, có kết quả X-quang chưa? Bác sĩ nói sao hả? Bác sĩ nói xương ngực bị nứt nhẹ, còn lại đều là vết thương ngoài da. Nước xương phải nghỉ ngơi nhiều đó. Cảm ơn anh cứu em. Nhiệm vụ của anh mà, không cần phải để trong lòng. Nè, đau lắm hả? Để em giúp cho. Cảm ơn. Em biết là anh luôn là người thật lòng muốn bảo vệ em. Em xin lỗi đã nói rất nhiều lời làm tổn thương anh. Anh có thể tha thứ cho em không? Hay là tụi mình bắt đầu lại đi. Em biết trước giờ anh vẫn chưa quên được em mà. Thank you.
Song Di. Em biết là anh vẫn đang điều tra em mà. Dừng lại đi, đừng tiếp tục sai lầm. Nếu như để anh tìm được chứng cứ phạm tội của em, đích thân anh sẽ bắt em. Em không để mình ngồi tù lần nữa đâu. Sao hôm nay im lặng vậy? Có tâm sự không biết nói sao hả? Cuối cùng tôi đã chấp nhận Trác Út. Có phải anh thất vọng lắm không? Tôi nên trả lời cô sao đây? Trả lời tôi thật đi. Nói thật nghe, lúc đầu cũng có chút lo lắng. Tôi lo lắng Trác Út sẽ lợi dụng cô, không thật lòng với cô. Nhưng mà nghĩ ra cậu ta có phải thật lòng với cô hay không, người có tư cách phán xét nhất là cô. Tôi hiểu mà. Chuyện tình cảm không phải là dùng máy tính để tính đúng hay sai. Ít ra gần đây tôi nhìn thấy Trác Út vì cô đã thay đổi thành một người khác là chuyện tốt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ điều tôi muốn nhất là người bên cạnh mình được hạnh phúc. À, phải rồi, chút nữa tôi quên mất. Trả lại cây bút này cho cô. Cây bút này là lúc ba cô qua đời rồi lụm được trên thuyền đó. Lúc đó cảnh sát xử lý theo vụ án tự sát nên trả lại vật dụng. Vợ của Thành đã đem cây bút này tặng cho tôi để làm kỷ niệm. Nếu như bây giờ cô với Trác Út đã ở bên nhau, chuyện này cũng xem như kết thúc. Tôi không định giữ cây bút này, tặng lại cho cô, xem như vật về với chủ. Ngày 22 tháng 10 năm 2008, tức là một tuần trước khi ba qua đời, ba đem cây bút này tặng cho Trác Út. Vì họ không biết là ba đã đem cây bút này tặng cho Trác Út, vì tức là ngày mà ba gặp chuyện, Trác Út từng lên thuyền. Trác Út thực sự đang nói dối. Cổ phiếu Hồng Kông bị các nhân tố bên ngoài tác động, thị trường dao động mạnh, ảnh hưởng đến rất nhiều trái phiếu xuất hiện nguy cơ khủng hoảng. Trái phiếu gạch vàng ngàn tỷ đô được bán ra ở Hồng Kông đã bị vạch trần vì tỷ trọng vay quá cao, nhưng được ngụy trang như một loại trái phiếu tiềm năng và đem bán ra ngoài, nghi ngờ là có liên quan lừa đảo. Đội điều tra tội án thương nghiệp đang triển khai điều tra, bao gồm tập đoàn Lâm Duệ và nhiều ngân hàng lớn, vì họ mua vào số lượng rất lớn nên giá cổ phiếu đang giảm mạnh. Giá cổ phiếu Lâm Duệ vừa mở giao dịch đã giảm xuống 10%, tương lai chắc sẽ còn tiếp tục rớt giá. Alo. Đây đi. Và người bạn Trác Út cùng nhau mở. Tại sao anh phải chỉnh sửa đoạn phim này? Nghe em giải thích trước được anh không? Anh còn muốn gặp em tới khi nào đi? Đoạn phim này là ba em quay 2 ngày trước khi chết. Lúc đó ba muốn tự sát, nhưng sau khi ba nói xong điện thoại với em đã thay đổi ý định. Ba còn mua vé máy bay qua Mỹ nữa. Lịch trình này á là em tìm được trong di vật của ba để lại. Còn cây bút này, anh có nhớ cây bút này không? Ba của em tặng cho anh làm quà sinh nhật. Sau đó cây bút được tìm thấy ở trên chiếc thuyền mà ba em đã xảy ra chuyện. Như vậy có nghĩa là hôm đó anh có lên thuyền, là anh đẩy ba em xuống biển, anh giết chết ba em, có phải hay không? Anh không có, anh không hề giết ba em. Hồi đó mấy anh tưởng em muốn nhảy lầu, cho nên chạy lên sân thượng để cứu em. Mình quen với nhau như vậy. Từ trước tới giờ, anh Dũng và mọi người đều giúp đỡ em. Nhất là anh. Anh khiến cho một đứa con trai mới lớn không biết gì hết như em biết cách đầu tư và đưa em vào nghề. Sau đó cùng nhau mở công ty, xem như cùng nhau kiếm tiền. Ở trong lòng của em, không có anh thì không có em ngày hôm nay. Cho nên anh không chỉ là thầy của em, mà còn là một nửa người cha của em. Cả đời của em, em thấy thứ quan trọng nhất, đáng kính nhất chính là anh. Anh đừng có giấu em nữa. Anh làm người và em làm sao nhìn thấu người khác mà. Hai hôm trước tôi nói chuyện điện thoại với người nhà thôi.
Tôi không muốn bỏ rơi họ không lâu. Tôi không muốn ngồi tù. Vì nghĩa là sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không hại cậu đâu. Thật ra tôi đã đặt một chiếc thuyền, tính toán luôn cho cậu rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tới nơi khác bắt đầu lại. Cậu đi với tôi nghe. Đi. Em làm sao đi? Chuyện phát trên này là anh đích thân gửi cho cảnh sát. Cũng may là em phát hiện kịp. Tôi chứng minh trong toàn bộ đều là gian kỳ của chữ ký của em. Một mình anh rút khỏi rắc rối. Như vậy là muốn đưa em đi sao? Như vậy là muốn em chết đó. Tôi còn vợ con, tôi cũng không còn trẻ. Sau khi ra tù cái gì cũng không còn. Nhưng mà cậu thì khác. Cậu còn trẻ, cậu ngồi tù ra rồi thì có thể bắt đầu lại. Cậu xem như trả nợ ân tình cho tôi đi được không? Anh muốn tôi trả thì phải bàn với tôi, chứ không phải bán đứng tôi. Nuốt là như vậy. Tôi không muốn ngồi tù. Cậu đừng có ép tôi. Hôm nay không phải cậu chết thì tôi chết. Cậu đừng có trách tôi. Anh Thành, chuyện này thực sự là một tai nạn, không phải anh đẩy ba em xuống biển. Tại sao hả? Tại sao anh lại không cứu ba em? Nếu như anh cứu ba em, có thể ba em đã không chết. Em sẽ không bị mất đi người cha. Tại sao? Anh đã rất hối hận lắm rồi. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao em ngốc như vậy chứ? Sao em lại tin anh? Tại sao người em thích lại là anh chứ? Bình tĩnh nghe nói đi có được không? Em bình tĩnh đi. Bỏ em ra.